thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thiền tọa Minh Thạnh và từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay môn học tương ưng bộ Samyutta Nikaya bài 3 kinh Chara Marana Chara Marana Suttang Chân Như. Chúng con thành kính cung kính ngài tự siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta cũng còn học về những cái bài kinh nó liên quan đến vua nước Kosala, vua Vasenadi. Cho nên cái chương 3 này gọi là chương tương ưng Kosala. Trong số các vị vua đệ tử của Đức Phật thì vua Vasenadi là người vua diễm phúc, được nghe pháp thoại từ nơi Đức Phật thuyết rất là nhiều, nhưng mà bù lại thì như vua Bibisara, mặc dù ít được Đức Phật ngài thuyết pháp cho nghe, nhưng mà vua Bibisara thì đắc quả dựng lưu. Còn như vua Vasenadi này thì vẫn còn phạm phu. Còn trong những cái bài kinh mà Đức Phật đã thuyết cho vua, khi mà vua Vasenadi đi đến hỏi Đức Phật có những cái bài pháp với nội dung rất là lợi lạc cho chúng ta, chẳng hạn như về kinh hôm nay thì vua đã đến hỏi Đức Phật có cái gì sanh mà không bị già, không chết chăng? Một câu hỏi rất là bình thường thưa quý vị. Và Đức Thế Tôn ngài đã trả lời về điều Đức Thế Tôn đã trả lời đó, nó trở thành một cái đề tài pháp rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài kinh này được giảng giải bởi Thượng tọa Pháp Đăng, giảng sư của ngày thứ tư
trình bày. Bây giờ thì xin mời cô Diệp Quỳnh đọc cho chính kinh, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Hợp Đăng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Và con kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc phần chánh văn. Bài 3 kinh Chara Marana Chara Marana Suttang. Chân Như. Chương 3 tương ưng Cô Sa Lá phẩm thứ nhất. Định lý vô thường hữu sanh hữu diệt, chi phối vạn hữu, khát vọng muôn phở của chúng sanh đã đi tìm cái vĩnh hằng. Một vị vua làm chủ một vương quốc hùng cường bậc nhất thời đó đã đến mạch hỏi Phật về cái gì có sanh mà không có diệt. Đức Phật dạy rõ: Natthikho cha tassa anyatta chara marana. Không có cái gì sanh mà không già, không chết. Kệ ngôn cuối của Phật ngôn chứa đựng lời dạy không đơn giản để lãnh hội. Sattan chất thầm mơ na chất răng u bê tí sanh tơ ha quê sắp phi phát ba quê ta dành tì tí. Có pháp không bị già, pháp bậc trí thiện dạy. Sớ giải nêu lên ba pháp bất diệt, pháp không bị già. A. Chân như niết bàn là thực tánh vô vi, vượt ngoài định luật nghiệp và duyên. B. Chính siêu thế pháp là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Chú giải kinh Pháp Cú câu 123. C. Chánh pháp cho bậc trí tuyên thuyết vượt ngoài thời gian, nghĩa là dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì thật tánh pháp vẫn vậy, không thay đổi. Rõ ràng Đức Phật không chỉ nói lên hình ảnh bất toàn mà còn chỉ con đường giải thoát. Nếu có cái bị sanh già đau chết chi phối thì phải có cái không bị sanh già đau chết chi phối. Kinh Thánh Cầu Trung Bộ: dù pháp không già, nói ở phạm trù nào thì đều là công án lớn cho tất cả người tu Phật. Kinh Văn: ở tại Sa Quá Thi, ngồi một bên vua Bát Xê Na Đi nước Cô Sa Lá bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có cái gì sanh mà không già và không chết không? Thưa đại vương, không có cái gì sanh mà không già và không chết. Thưa đại vương, dầu cho những vị sát đế lệ là những bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc, các vị ấy có sanh cũng không thoát khỏi già và chết. Thưa đại vương, dầu cho những vị bà la môn là những bậc đại phú, dầu cho những gia chủ là những bậc đại phú hào, đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc, các vị ấy có sanh cũng không thoát khỏi già và chết. Thưa đại vương, cho đến các vị tỷ kheo, những bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, những nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích tối hậu, đã đoạn được hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí, cho đến thân này của các vị ấy cũng bị hủy hoại, cũng bị từ bỏ. Xe vua dầu mỹ miều rồi cũng phải hư hoại, thân thể này cũng vậy, rồi cũng phải già yếu. Chỉ thiện pháp không già, bậc thiện nhân nói vậy. Bản hiệu đính: long xa đẹp vẫn hư, thân này rồi lão hóa, có pháp không bị già, pháp bậc trí thiện dài. Tích Văn: chì ran tích về ra
Karatha Suchitta, xe vua tù thật đẹp cũng hư mòn. Atho Sari Ram Bikarang Ube Ti, thì thân này rồi sẽ đến lúc già nua. Satan chắc thầm mờ na cha rằng u bề tí các không đi đến lão hóa. Santo ha quê sa thi ha quê đa dành tì tí, chính là pháp được tuyên thuyết bởi bậc chí thiện. Tích nghĩa: theo sớ giải, chữ tham má được hiểu là pháp thiện, đối lập với a tham má là phi pháp, đi với chữ sắp phí bậc thiện, phải hiểu là pháp tối thiện được tuyên bố bởi bậc chí thiện. Hàm ý là chân như niết bàn được tuyên thuyết do Đức Phật, chữ thiện trong cả hai, tối thiện và chí thiện, mang ý nghĩa vượt lên hai đối đãi thiện ác. Đây là điểm rất tế nhị trong Phật học. Dịch giả: Hòa thượng Minh Châu, hiệu đính và biên soạn giáo trình. Thượng tọa giác đẳng, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư. Dạ. Dạ Nam Mô Thầy Dạ Nam Mô Thầm Dạ Nam Mô Sàn Khai Dạ Dạ có Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, hay được Tề Tri, Tề Đức, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Tề Quyền cùng Tôn Đức. Kính chào quý bà, cô thượng nữ, thân chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì mình học một cái chương, mà chương tương ưng cô Xá Lá. Thì chúng ta biết rằng Đức Vua Bá Xê Na Đi Cô Xá Lá đó, thì đó là một vị Bồ Tát sẽ thành một vị chánh đẳng chánh giác. Nên khi mà chúng ta thấy ở trong đó thì rất là nhiều Đức Phật Ngài thuyết giảng cho Đức Vua Bá Xê Na Đi này rất là nhiều. Và cho đến một cái câu chuyện mà chúng ta thấy về Hoàng hậu Malika mất rồi mà Đức Phật này vẫn dùng thần thông để can thiệp, vì Vubhasinadi lúc bây giờ thì có một cái sự nhìn nhận về Hoàng hậu Malika, vì mỗi lần cho cái gì đó thì Hoàng hậu nói để cúng dường, như là vật thực thì để đặt bát, y phục thì để cúng dường y đến chư tăng, nên Đức Vua thì nghĩ rằng bà sẽ sanh lên cõi trời. Nhưng mà chúng ta biết rằng Hoàng hậu Malika thì phạm một cái lỗi nhỏ nhầm, một cái lỗi nhỏ nhưng mà lại nhớ hoài. Và lúc chết thì bà lại nhớ điều đó nên bà lại sanh một khổ cảnh. Thì chúng ta biết rằng Đức Vua Bá Xê Na Đi sẽ là một vị Phật tổ trong tương lai. Vì chúng ta thấy có lúc thì Đức Phật Ngài nói rằng Vua Bá Xê Na Đi và Ma Vương sẽ thành Phật ở một cái địa cầu có hai Đức Phật. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái vị mà có duyên, dù hiện tại là một vị đế vương, nhưng mà rồi từng tự cũng sẽ giác ngộ. Nên chính vì vậy Đức Vua đã đến bạch hỏi Đức Phật. Và một cái bạch hỏi thì chúng ta thấy rằng cái gì trên đời mà sanh ra mà không có diệt. Thật sự đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật vẫn giải thích và Ngài cho biết rằng nếu mà nói về các pháp hữu vi đó, ví dụ mình học trong vi diệu pháp đó thì mình có nói là tất cả pháp chia làm hai, một là pháp siêu thế, phần còn lại là pháp hiệp thế. Thì cái pháp hiệp thế đó là ở trong đời mà chúng ta gọi là thế gian, hay là 31 cõi, hay là thế gian là nói đến các loại người. Như vậy thì cái pháp siêu thế mà Đức Phật muốn nói đó là bốn đạo bốn quả và một niết bàn, chúng ta gọi là chính pháp thánh. Thì chính cái pháp thánh này đó thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta tìm ở trong chính pháp thánh đó, thì chúng ta sẽ thấy được
cái pháp này vượt ngoài thế ban thế gian. Vì thường thì chúng ta biết tâm của chúng ta đó, nó biết cảnh. Và tâm siêu thế đó, thì mới biết được cảnh niết bàn quý vị. Còn lại tâm diệt thế đó thì biết cảnh trong đời. Và cảnh trong đời đó thì chúng ta thấy những cái cảnh đối đãi như là mắt với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc, ý với cảnh pháp. Và các loại sắc được sanh đó, thì đều có nhân duyên như là nghiệp tâm thời tiết vật thực mà nó sanh lên. Và cái gì mà do nghiệp sanh đó, thì nó sẽ có cái hiện nghiệp, trì nghiệp, đoạn nghiệp. Bởi vì cái gì nó sanh lên đó, thì chúng ta cũng phải có, nó có sanh, sanh nghiệp đó. Sanh nghiệp là nó cho sanh lên, trì nghiệp là nó duy trì, và đoạn nghiệp là cắt đứt. Thì chúng ta cũng thấy tâm của mình cũng có tâm tái tục, tâm hộ kiếp và tâm tử. Như vậy thì Đức Phật Ngài cho biết rằng một cái pháp hữu vi mà có nhân duyên sanh lên thì nó sẽ có nhân duyên để sanh rồi diệt. Và nó phải bị cái sự chi phối, chi phối. Bởi vì nó bị chi phối, vì thường thường chúng ta biết rằng sắc này khỏe mạnh phải do cái vật thực duy trì. Nếu mà ăn vật thực mà không có tốt đó thì nó sanh ra bệnh. Và thời tiết cũng vậy quý vị. Thời tiết mưa gió hay là thời tiết thay đổi bất thường đó, thì con người chúng ta, mình thường thường mình hay thấy là những người di chuyển đường xa đó, thay đổi cái thời tiết, thì những người đó thường hay dễ bị bệnh. Và thường thì chúng ta biết nghiệp tâm vật thực cũng sanh ra bệnh, rồi nghiệp cũng sanh ra bệnh. Bởi vì chúng ta, cái thân của chúng ta đó bị chi phối rất là nhiều. Thường là cái nghiệp bất thiện đời trước nên chúng ta sanh ra đời này, là chúng ta gặp nhiều cái bệnh hoạn. Như vậy thì Đức Phật ngày cho Đức Vua biết rằng một cái thân như vậy đó, dù nó có khỏe mạnh đến mức độ nào, nhưng mà rồi nó cũng sẽ hư hao. Cũng giống như chiếc xe vua mới làm thì nó trang trí cực kỳ bằng nhiều cái loại gỗ sơn, nhiều cái gia cố chắc chắn. Nhưng mà đối với năm tháng ngày giờ đó thì bản thân chiếc xe đó nó cũng sẽ cũ kỹ, di chuyển nhiều nó cũng trở thành mòn đi. Bởi vì chúng ta thấy rằng những cái loại kim loại cho đến bây giờ, những cái loại luyện kim là những cái loại thép hoặc là những cái loại luyện kim bằng những cái hộp kim mà rất là chắc chắn như vậy. Nhưng mà rồi tất cả những cái máy bay, tất cả những loại xe cộ nào đó thì nó cũng được bền với cái thời gian nào đó thôi, với cái tính chất so với cái loại hộp kim, cái loại kim loại đó, nó cứng đến mức độ nào và nó sẽ chậm mòn. Cho đến chúng ta thấy những cái loại kim loại hay là những cái loại quý giá như là kim cương như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng kim cương đó, nó cũng từ những cái núi lửa, nó được nung nấu dưới một cái độ rất là cao, và kim cương nó được hình thành trong một cái độ nhiệt năng lượng như vậy, nên nó cũng rất là cứng. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy nó cũng chỉ là những cái gì ở trong cái vũ trụ này và được hình thành mà thôi. Và chúng ta thấy cho đến cái vũ trụ này nó cũng có sanh, trụ, dị và diệt. Chúng ta cũng có thể hiểu cái địa cầu này đó, nó cũng vẫn có sanh lên rồi nó cũng bị tan rã. Thì điều đó được Đức Phật nói như vậy thì chúng ta thấy rằng không có một cái gì ở trên cuộc đời này là pháp hữu vi đó mà nó sanh lên mà nó không có diệt. Và chúng ta học thì chúng ta cũng thấy có một điều là tục đế, là những cái pháp tục đế đó nó cũng không có bị diệt. Nhưng mà nó là cái pháp mà do cái tên gọi. Ví dụ mình một cái người tên Đăng á, thì cái tên thì không có già, nhưng mà người thì già quý vị. Cái tên được đặt đó thì chúng ta gọi là cái tục đế, danh chế định kêu gọi một cái người nào đó trên cái phương diện danh sắc ngũ uẩn. Nhưng mà danh sắc ngũ uẩn đó thì nó vẫn bị bào mòn với cái thời gian, bào mòn với hơi thở, bào mòn với cái sanh diệt. Và cái tên đó thì nó không có bị bào mòn, cái tên của người đó nó vẫn tồn tại suốt bao nhiêu cái thời kỳ,
Ví dụ chúng ta thấy như là nhắc lại cái tên của Đức Phật Các Cú Sanh Thá, Đức Phật Gonagamana, Đức Phật Kassama, thì cái tên đó vẫn là muôn thuở, dù là chư Phật nhắc lại những cái tên như vậy. Nhưng mà rồi các Đức Phật đó, đó thì cái thân ngũ uẩn nó cũng bị mất đi. Cái thân ngũ uẩn đó nó do duyên sanh thì nó cũng do duyên diệt, nó cũng có sự biến hoại lão mại của cái thân thể này. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày đã trình bày cho Đức Vua biết rằng không có cái gì sanh mà nó không già hay là không chết. Như vậy thì dù là một chiếc xe cũng vậy. Thường thường chúng ta thấy xe vua đó được để lại từ các vị vua trước, để lại những vị vua sau. Nhưng mà Đức Phật kể hỏi tại sao những cái xe đó không có xài, thì các vị vua cũng chỉ là những cái xe đó nó đã là của những đức vua trước, nó cũng đã phục vụ lâu như vậy, nó cũng đã hư hao, nó cũng bị nó bị mục mà thập hư, thì như vậy nên nó không còn xài được. Thì Đức Phật này cũng nói với vua biết rằng cái thân thể này đó nó cũng do duyên vật thực nuôi dưỡng nó. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết rằng con người đến lúc mà nó già quá đó thì răng rụng, mà rồi già quá đó cái hệ tuần hoàn tiêu hóa đó nó không còn tốt nữa, và người đó có thể là phải bỏ cái thân, do không có ăn uống hoặc là do không có vận hành tốt và sanh ra nhiều cái chứng bệnh ung thư tá tràng hoặc là ung thư ruột, gan, bao tử, phèo, phổi, rồi biết bao nhiêu cái loại ung thư. Và như vậy thì cái sắc pháp hay là cái thân này nó cũng tan rã. Và chúng ta biết danh vật, danh mạng quyền hay sắc mạng quyền đó, là nó duy trì cái thân này hay cái tâm này. Danh mạng quyền thì duy trì cái tâm, sắc mạng quyền thì duy trì cái thân này. Và một ngày nào đó thì nó không còn cái khả năng để duy trì nữa, nó phải tan rã. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy dù là người hay là chư thiên, chư thiên thì chúng ta thấy không có già giống như người, mắt mờ tai điếc, nhưng mà chư thiên đó là qua đức bảo điện nó không có tươi, hoặc là y phục đóng bụi, hoặc là hào quang trên đầu nó mờ, trong người đổ mồ hôi nách, trong tâm nó buồn bực, đó là những cái hiện tượng mà chư thiên cũng từ từ chết. Các cái vị phạm thiên nó cũng vậy quý vị. Những cái tuổi thọ đó tuy rằng nó có cái thời gian lâu, nhưng mà lâu nó cũng giống như các loại kim loại, so sánh với gỗ, những cái kim loại tốt á, thì nó sẽ lâu hư hơn gỗ. Nhưng mà những cái loại kim loại dở đó thì nó cũng vẫn bị xét một mau hơn gỗ. Rồi những cái loại gỗ đó thì cũng có những cái loại gỗ nó mau bị phân hoại, rồi có những cái loại gỗ thì nó được kết cấu rất là tốt, những cái loại gỗ trầm hương hay gỗ trai, nó kết cấu bằng những cái loại dầu và nó bảo vệ cái thân gỗ. Nhưng mà rồi những cái loại đó nó cũng bị hư hoại. Nên thường thường hồi xưa ở trên Phú Túc này đó, thì người ta có nói khi mà mình trồng nọc tiêu đó, mình trồng một cái trai á, cái trai chỉ có gió làm cho nó mòn thôi, chứ còn mối á, nó không có ăn cái cây trai được. Vì cái cây trai nó có dầu trai ở trong cái cây đó, nên mối nó nghe cái mùi dầu nó không có dám ăn. Nên người ta chỉ nói rằng cây trai chỉ có gió nó mòn thôi, chứ còn mối nó không có ăn được. Như vậy thì chúng ta biết rằng ấy, giữa các cái loài vật chất đó, thì nó cũng có cái loài bền, cái loài không bền. Cũng như cái tuổi thọ con người đó, thì có những người họ sức khỏe sống lâu, như là người Bắc U Lá sống 160 tuổi. Nhưng mà rồi cũng có những người đó thì họ cái tuổi thọ họ không lâu, không dài, cái đoạn mạng của họ nó đến rất sớm. Sự sống của họ đó không có bao nhiêu lâu, cũng như là con của nàng Kissa Gotami hoặc là con chồng của nàng Bachchatara sống không lâu, anh em của nàng Bachchatara bị sập nhà do trận mưa lớn, v
và những người đó bị chết đi. Thì chúng ta thấy rằng như vậy đó, nên không có một cái, không có một cái thân nào mà nó bền. Chỉ có cái tuổi thọ, mình nói rằng người đó với cái tuổi thọ lâu hơn cái người kia, chúng ta có phép so sánh. Gần là gần hơn xa, xa là xa hơn gần, nhiều là nhiều hơn ít, ít là ít hơn nhiều. Tạm thời chúng ta chỉ so sánh như vậy thôi. Ví dụ một người mà sống được 70 tuổi thì so sánh với người 60 tuổi thì người này sống thọ hơn. Nhưng mà người 70 tuổi so sánh với người 80 tuổi thì người 80 tuổi thọ hơn. Thì so sánh đó cũng chỉ là một cái khái niệm gần xa hoặc là nhiều ít, chỉ là sáng tối, chỉ là một cái sự so sánh. Cái vật này nó sẽ sáng hơn cái vật kia. Như là ngọn đèn thì nó không sáng bằng mặt trời, hay là ngọn đèn không sáng bằng mặt trăng, hoặc là đom đóm thì nó sáng không bằng ngọn đèn, như vậy. Chỉ là một cái sự so sánh. Như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật thì Ngài biết, Ngài thông tam giới, và Ngài về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ngài biết về cái thân này do cái tuổi thọ của mỗi con người, và cái thân này nó cũng sẽ đến một lúc nào đó nó già nua. Và như vậy thì thường thường chúng ta thấy xã hội họ cũng vẫn tính đời cha mẹ, và đến đời con cái đó, thì đời con cái đến đời cháu chắc, thì họ cũng tính toán. Và cái sự tăng dân số hay là cái sự duy trì dân số đó, họ cũng tính toán cái sự phát triển của con người được. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng như là dịch COVID mà chúng ta thấy 5 triệu người, 5-6 triệu người chết như vậy ở trong một năm như vậy, thì cái sự dịch chết như vậy đó, nó cũng là một cái hiện tượng để cho loài người thấy rằng xưa và nay đó, những cái ôn dịch nó vẫn hiện hữu ở trên cõi đời này, và nó cũng luôn làm cho con người đó sợ hãi, và làm cho con người đó phải đi tìm những cái gì đó để cho nó tồn tại lâu hơn. Đức vua cũng muốn hỏi Đức Phật, và Đức Phật Ngài cho biết rằng chỉ có pháp của Bậc Thánh là không có bị già. Bởi vì chúng ta thấy trong Kinh Pháp Cú cũng có nói thời gian giết hữu tình, giết chúng sanh, giết mình, ai không bị thời gian giết. Thì chúng ta biết rằng ai vượt khỏi thời gian đó chỉ có một bậc A-la-hán. Vì bậc A-la-hán là đoạn trừ những cái mầm mống sinh tử. Có nghĩa là mình sanh đó, thì chúng ta biết rằng sanh do những cái nghiệp đưa ra đi sanh. Ví dụ chúng ta thấy cái hiện báo nghiệp nó cho sanh ra, hay là cái sanh báo nghiệp nó cho sanh ra kiếp sau, cái hậu báo nghiệp là cho sanh ra từ kiếp thứ ba đến nhiều kiếp về sau. Nhưng mà những cái điều kiện đó nó không còn nữa, do cái thánh đạo đoạn cái mầm sanh. Bởi chúng ta thấy rằng trong cái giáo lý tập diễn duyên đó, cứ vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, rồi ái thủ hữu sanh lão tử. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà quá khứ vô minh, gốc hiện tại là ái, bởi vì ái có thủ hữu thì có vô minh và hành, đó là năm nhân, nó đưa đến thức danh sắc lục nhập xúc thọ là tiếp tục tái sanh kiếp sau. Nhưng mà nếu mà cái gốc hiện tại là ái đó mà không có, thì nó sẽ không có thủ, không có hữu, và nó không có bị vô minh và hành. Như vậy thì nhân hiện tại nó không có đó, thì chúng ta gọi là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Từ cái thọ duyên cho ái đó là một mối nối, thì hữu duyên cho sanh là một mối nối, rồi hành duyên cho thức là một mối nối. Bởi vì hành là cái hành động quá khứ đưa đến thức đi tái sanh trong hiện tại kiếp này. Rồi thọ đó, thọ là cái quả hiện tại, ái là cái nhân hiện tại. Bởi chúng ta thấy sắc ái, tinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái đó. Thì ái đó nó sẽ có dục thủ, là ôm ấp chấp chặt về các cái dục mà do mắt, tai, mũi, lưỡi. Dục thủ, kiến thủ là ôm ấp chấp chặt về những cái tri kiến, những cái học vấn của mình. Rồi dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ là chấp chặt những cái sự sai lầm trong những cái học giới, trong những cái điều. Rồi bởi vì dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ đó, chấp chặt một cái thân, một cái xu hướng của ngũ uẩn, một cái tự ngã hay là một cái linh hồn nào đó,
Thì cái điều đó là một cái thủ. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nói hệ thủ thì nó duyên cho hữu, hữu thì nó duyên cho sanh. Hệ mà hữu và sanh đó, đó là một cái mối nối. Nếu có nghiệp hữu thì có sanh hữu. Bởi vì nếu không có nghiệp hữu thì không có sanh hữu. Một cái người mà chặt đứt cái nghiệp hữu đó thì không có đưa đến sanh hữu được. Và các vị A-la-hán đắc được bốn đạo bốn quả và một niết bàn là chính pháp thánh. Nên các vị A-la-hán thì viên tịch niết bàn, không có sanh hữu trong tương lai. Nên gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói về những cái pháp mà bất tử như vậy đó, thì ngài cho chúng ta biết rằng trong kinh, trong kinh chúng ta học, chúng ta đọc và chúng ta vẫn thấy những lúc Đức Phật nói rằng cái tấm thân sanh tử này đó, nó có nhân sanh và nó cũng sẽ có nhân diệt. Từ cái tấm thân sanh tử đau khổ này nó có được cái sự chấm dứt những cái đau khổ đó. Chúng ta có đau khổ của phiền não thì chúng ta sẽ có cái sự chấm dứt phiền não, đó là phiền não niết bàn. Chúng ta có đau khổ của danh sắc ngũ quẩn thì chúng ta có cái niết bàn từ bỏ ngũ quẩn, nghĩa là sau khi mà tắt thở đó thì cái ngũ quẩn này sắc thọ tưởng hành thức đó, nó cái ngũ quẩn này không tiếp cái sanh hữu trong tương lai. Như vậy là gọi là ngũ quẩn niết bàn. Cũng có xá lợi niết bàn, có nghĩa là xá lợi nó tồn tại một thời gian nào đó với một cái chu kỳ nào đó, nhưng mà rồi nó cũng tan rã đi, thì gọi là xá lợi niết bàn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật này vẫn biết trong cái sự sanh đó, và cái sự vô sanh đó, Đức Phật cũng biết. Như vậy thì Đức Phật ngày mới dạy cho Đức Vua đó là có cái pháp mà Đức Phật tuyên thuyết, đó là pháp thánh, đó là bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Cái pháp này vượt lên cái sự đối đãi của nghiệp hữu và sanh hữu trong tương lai. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng như vậy chúng ta hiểu rằng hệ pháp hữu vi đó, nó biết cảnh trong đời. Niết bàn là pháp vô vi, mà tâm siêu thế đó thì biết được cảnh niết bàn. Nên tâm siêu thế biết được cảnh niết bàn là phiền não niết bàn, ngũ quẩn niết bàn và xá lợi niết bàn. Như vậy đó, thì Đức Phật đó, ngài biết rằng cái sự sanh tử này do cái tâm còn cái sự ái luyến chấp thủ. Nên thường thường chúng ta thấy rằng từ cái thọ đó là cái quả hiện tại và cái ái là cái nhân hiện tại. Nên đối với các bậc chánh đẳng giác hay độc giác hay tinh văn giác thì các ngài vẫn còn các cái cảm thọ. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta đó thì chúng ta bị thọ nó duyên cho ái, nên thường thường chúng ta bị hai cái giống như là một cái người bị bắn vào hai cái mũi tên và hai con mắt. Bởi vì chúng ta có cái thân thọ khổ và có cái tâm thọ ưu. Còn đối với các bậc thánh đó, thì ngài có cái thân thọ khổ nhưng mà ngài không có cái tâm thọ ưu. Bởi vì cái tâm sân đó, thọ ưu đó là cái phiền não sân không còn, nên ngài không còn cái tâm sân thọ ưu. Còn chúng ta, thân chúng ta đó bị đau đó, thì tâm chúng ta phẫn nộ, tâm chúng ta phẫn nộ, bực bội khó chịu với cái cảnh, với cái cảnh mà tâm sân biết cái cảnh khó chịu đó. Chỉ có khi nào chúng ta hết phiền não sân đó, thì không còn cái tâm sân bắt cái cảnh, bắt cảnh. Bởi vì chúng ta thấy tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ đó, tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ, có nghĩa là hợp với cái phẫn nộ hay là hợp với phấn, là cái bụi, bụi nó làm cho mình mờ mắt, hay là cái bụi nó làm cho mình bị sai lầm. Thì cái phẫn nộ đó làm cho con người chúng ta sai lầm. Phẫn nộ làm cho chúng ta hủy hoại những cái vật xung quanh, bản thân chúng ta cũng hủy hoại. Nên nhiều khi quý vị thấy những người họ sân lên đó, họ tự quyên sinh, tự vận cắt đứt mạng sống này bằng một cái hình thức loại thuốc độc nào đó, bằng một cái hình thức nhảy sông, nhảy cầu, hoặc là cho sáng chết, ví dụ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng sân nó hủy diệt cái bản thân của mình, sân nó hủy diệt đối tượng. Sân là một cái trạng thái thiêu đốt của cả mình và người. Nên thường thường cái tâm sân nó là những cái hệ lụy, nó là những cái loại phiền não mà Đức Phật ngày ví dụ nó như là một cái lửa vậy.
nó làm cho nhiệt não. Ai mà ở trong cái vùng của nhiệt não đó thì nó vẫn bị ảnh hưởng sức nóng, cũng như chúng ta thấy nóng nó ảnh hưởng, lửa nó ảnh hưởng sức nóng lan ra, và những người ở gần cái ngọn lửa đó sẽ thấy nóng khó chịu. Thì chúng ta hiểu tâm sân đó là một trạng thái hủy diệt đối cường. Nên đối với các cái bậc thánh như là Đức Phật Chánh Đẳng Giác hay các vị đệ tử Thinh Văn, đệ tử của Đức Phật bậc tam quả hoặc là tứ quả đó, thì đã đoạn trừ được sân rồi, nên các ngài không có bị những cái nhiệt não của sân. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng từ trong cái tấm thân sanh tử luân hồi này có cái pháp niết bàn, có cái pháp thánh, có cái pháp của bậc chí thiện, có cái pháp vượt lên hữu vi, đó là vô vi, đó là niết bàn, đó là cái sự chấm dứt các cái phiền não tội lỗi. Bởi chúng ta thấy rằng chúng ta bị những cái phiền não tội lỗi đó làm cho chúng ta đau đớn, khổ sở. Cũng như bây giờ chúng ta thấy có nhiều người họ đi tìm sự trường sinh, khi mà họ đạt thành, chúng ta thấy như thành các tư hãng đó, lúc mà đạt được cái địa vị quyền lực rồi đó thì lại sợ chết, phải tu luyện trường sanh. Nhưng mà chúng ta biết rằng dù nói cái sự tu luyện trường sanh đó chẳng qua giống như một cái phương pháp tu tập để cho bớt cái sự chi phối, có thể sống lâu hơn. Chúng ta biết mình chết đó, do cái tâm mình buồn bực, cái tâm mình bị tham nung nấu quá mức độ đó, mình sẽ chết sớm. Còn khi mà mình tu tập đó, mình chế ngự được cái tham, cái sân á, nó không có đung nấu mình đó, tạm thời cái sắc pháp mình nó không có éo xào, tạm thời mình sống một thời gian. Nên thường thường quý vị thấy một người nào mà họ có nhiều quá nhiều tham á, hay quá nhiều sân đó, thì cái tâm của họ đó, cái sắc pháp của họ nhìn thấy nó héo xào, và họ bị cái sự nung nấu của tham sân đó, họ sẽ chết sớm. Nhưng mà những người đó, họ tu tập đó, thì họ giữ cái tâm của họ đó bớt cái sự chi phối của tham sân, nên họ cũng có được tăng cái tuổi thọ thêm một chút xíu. Bởi vì chúng ta thấy rằng như Đức Phật này nói, khi nào mà ngài an trú vào thất giác chi đó, thì gần như là cả cơ thể của ngài đó mang lại sự an lạc. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái pháp mà đình chỉ á, những cái pháp thánh đó, nó có cái khả năng để đình chỉ nó có thể đình chỉ những cái hủy hoại của cái sắc này. Bởi vì cái pháp thánh đó, nó cũng có cái năng lượng, nó cũng có năng lượng để duy trì. Nên đó, chúng ta cũng thấy Đức Phật ngày cũng có nói đó, có nghĩa là ngài có thể dùng tứ thần túc đó, để duy trì cái thọ mạng. Nhưng mà nếu mà ngài muốn thì ngài sẽ duy trì cái thọ mạng, nhưng mà ngài muốn niết bàn lúc tuổi 80, đúng theo cái truyền thống mà chư Phật đã thọ ký và cho biết rằng Đức Phật trong đó cái tuổi thọ thời đó là 100 hay hơn, nhưng mà bậc đạo sư niết bàn lúc 80 tuổi thọ. Như vậy thì chúng ta biết đó, các cái pháp hữu vi đó nó cũng có do cái nhân duyên, do cái điều kiện, do cái thời kỳ lúc bấy giờ. Loài người đó, chúng ta thấy thôi, loài người mà kiếp tăng kiếp giảm đó, nó không phải là do cái sự sắp xếp, mà chính do cái tâm lý con người của chúng ta. Đến một lúc nào đó mình sống cực kỳ ác thì cái tuổi thọ loài người nó giảm xuống. Và cực kỳ ác ở đây thì chúng ta không có năm giới, không từ bỏ sát sanh, chúng ta sát sanh, chúng ta không từ bỏ trộm cắp mà chúng ta trộm cắp, chúng ta không ở tà dâm mà chúng ta tà dâm, chúng ta không từ bỏ nói dối mà chúng ta nói dối, chúng ta không từ bỏ uống rượu mà chúng ta lại uống rượu, đam mê uống rượu, men rượu nấu. Như vậy chính con người đó, trong cái thời kỳ đó họ xu hướng theo cái ác pháp. Rồi một thời kỳ mà kiếp tăng đó thì lúc loài người xu hướng theo thiện pháp. Nên từ từ quý vị thấy Đức Phật này cũng cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta thấy cái sự sanh tử luân hồi, chúng ta sợ hãi sự sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta nỗ lực tu tập. Cái sự tu tập nỗ lực đó từ tâm chúng ta, và chúng ta nhận diện được các cái pháp hữu vi nó có những cái điều kiện, và những cái điều kiện đó, nếu mà mình có những cái điều kiện đó
thì tương đối sống thọ. Chúng ta thấy hiện tại bây giờ đó, có một số người họ sống với cái hình thức là sống như là thọ xưa, nhưng mà họ sống tuổi thọ báo họ là sống 100-120 tuổi là thường đối với họ. Thì chúng ta biết rằng do những người đó đó họ sống, họ có cái phương pháp hành trì, họ sống với cái nội tâm nhiều, họ không bị hệ lụy quá nhiều về vật chất đó, thì họ bị hệ lụy xung đột của nội tâm, họ bị tham sân chi phối, nên họ sống có được thọ. Và khi một người sống thọ đó là họ biết ăn uống tiết chế, nên thường thường chúng ta thấy một người tu thiền đó, họ ăn vật thực mà vật thực nó sanh ra bệnh đó, họ lần sau họ biết và họ kiêng cử cái loại vật thực đó, nên cái người tu thiền họ ít bệnh vì họ luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác coi mình ăn cái vật thực gì, rồi vật thực đó sanh ra bệnh đó, lần sau họ không dám dùng vật thực đó. Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng một cái người mà tu chứng đắc đó, họ có cái thời tiết phù hợp, vật thực phù hợp, bạn lữ phù hợp và các cái pháp tu tập nó quân bình, là vì đó có duyên để chứng đắc đạo quả. Nhưng nếu mà chúng ta không để ý từng chút như vậy đó, thì chúng ta gọi là thiếu niệm. Một cái người có niệm đó thì họ luôn luôn kiểm soát được cái sự ăn uống ngủ nghỉ của mình như thế nào, gọi là phù hợp với chánh niệm, phù hợp với cái đạo lộ phát triển để đạt được cái sự giác ngộ. Thì chúng ta biết rằng như vậy, thì chúng ta biết rằng đối với cái thân hữu vi này đó, hay đối với danh và sắc này đó, là pháp hữu vi, nó có những cái điều kiện để nó duy trì, và nó cũng bị những cái điều kiện nó tan rã, nó không có đủ những cái điều kiện nó tan rã. Như vậy thì danh mạng quyền duy trì tâm này, sắc mạng quyền duy trì thân này, và khi nào đó mà sắc mạng quyền và danh mạng quyền nó không còn duy trì, nó không có đủ khả năng để duy trì nữa, do những cái cơn bệnh nặng hoặc là các loại vi khuẩn tấn công và cắt đứt cái sắc mạng quyền là duy trì cái thân này, thì cái danh mạng quyền là cái tâm nó cũng tan rã. Khi mà sắc nó diệt thì danh nó cũng sẽ diệt, và như vậy đó thì tâm nó sẽ bắt cảnh và đi tục sinh kiếp khác, tục sinh một cái kiếp khác nữa. Như vậy thì cứ sanh tử hoài như vậy, nên người ta sanh tử rồi người ta tìm, nhưng mà Đức Phật này nói rằng có cái pháp vô sanh, đó là chính pháp thánh, đó là bốn đạo bốn quả, đó là cái pháp bắt cảnh chân đế niết bàn, không phải là cảnh hữu vi sanh diệt. Như vậy thì chúng ta hiểu, tại vì tâm của chúng ta thường thấy thích cảnh này do lòng tham, bực bội cảnh này do cái phẫn nộ nghịch cảnh của tâm sân, và vô minh là không biết những cái điều kiện sanh tử và những cái điều kiện chấp dứt sanh tử. Chính vì như vậy nên chúng ta gọi là si, là vô minh, không biết được. Bởi vì vô minh là không biết được những cái đạo, hoặc là không biết được khổ thật, hay là không biết được con đường diệt khổ thật, không biết được đạo lộ diệt khổ, và không biết niết bàn là chấm dứt khổ. Như vậy thì chính vô minh là không có hiểu biết, nên dẫn dắt cái sự sanh tử luân hồi. Và hễ có cái thân này thì có sanh có tử, cái thân này có già nua từng năm từng tháng từng ngày từng giờ, và cái thân này nó có cái sự sanh diệt của sắc của danh, và cái sự danh sanh diệt như vậy nó đến một lúc nào đó cũng như một chiếc xe nó chạy hoài thì nó cũng bị bào mòn, nó cũng từ cái trục đó, và cái bánh xe đó, nó lăn quanh theo cái trục xe đó, thì nó cũng làm trục xe và bánh xe cũng đều mòn hết. Nên thường thường Đức Phật này thí dụ á, ngũ trần như dao và sớt thớt vậy đó, cái dao băm vào cái thớt, nhưng mà rồi cái dao nó cũng bị mục, nó cũng bị mòn vì nó va chạm vào cái thớt, và hai cái vật nó cũng bị bào mòn, cũng như trục xe và bánh xe nó cũng bị bào mòn, cũng như danh và sắc á, sanh và diệt nó cũng bị bào mòn với thời gian. Và cái sự bào mòn đó, nên cái tuổi thọ là người đó có được là bao, tùy theo sống lâu, sống thọ, sống ít, sống nhiều. Được nói như vậy, nhưng mà chúng ta hiểu rằng nhiều ít đó là cái sự so sánh. Thọ hay là không thọ đó là cái sự so sánh. Một người ít tuổi với người nhiều tuổi, hoặc là người nhiều tuổi với người nhiều tuổi nữa, thì người này sẽ là người ít tuổi hơn.
À, thì chúng ta hiểu rằng cái sự sanh tử đó, thì trong kiếp luân hồi đó, chúng ta cứ sanh và tử, được Đức Phật nghĩ ví dụ trong kinh Tương Ưng, và tương ưng cái phẩm tương ưng luân hồi đó. Rồi chúng ta có thể lấy đất, chúng ta dò tròn lại, chúng ta nói mẹ tôi, rồi đây là mẹ của mẹ tôi. Và chúng ta có dò hết đất đó, chúng ta cũng không tìm được người mẹ đầu tiên. Cũng như vậy, chúng ta lấy cây, chúng ta chặt, chúng ta nói cha tôi, đây là cha của cha tôi. Và có nói như vậy cho đến hết cây trên địa giới này, chúng ta cũng không tìm được người cha đầu tiên. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng vô thủy là luân hồi, luân hồi là vô thủy. Cái sự luân hồi của chúng ta đó, cho đến khi chúng ta đặt đạo quả tu đồ quần đó, thì Đức Phật ví dụ giống như cát sông Hằng trôi ra biển cả, còn lại một ít đó, giống như cát trên bàn tay một vị tu đồ quần đó, cái sự luân hồi nó cũng còn ít như là cát trên bàn tay. Còn cái sự từ bỏ sanh hữu đó, giống như cát từ sông Hằng trôi ra biển cả, biết bao nhiêu cái hạt cát. Thì cũng như vậy, chúng ta đã trải qua bao nhiêu cái sự luân hồi, và chúng ta cũng sanh diệt trong cái pháp hữu vi. Chúng ta chưa tìm được cái pháp thánh, chưa chứng được cái pháp thánh, chưa chứng được cái pháp bất tử. Chính vì vậy chúng ta cứ quanh quẩn luân hồi sanh tử, và cứ phải chịu đựng cái sự bào mòn của nhà cửa, vật dụng, áo quần, cơ thể, và cái sự vật nào ở trên đời này cũng bị bào mòn với thời gian năm tháng. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng các pháp hữu vi đó, sắc á, lúc bát tí tí ru băng á, nghĩa là sắc pháp luôn cái bị phân hóa, phân hoại, đổi thay. Sắc pháp là như vậy chứ, nó phải bị phân hóa, phân hoại, đổi thay, chứ không thể nào khác biệt cân nữa. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày, cái bài học hôm nay con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin tỉnh tương tọa dẫn đẳng trở lại để tỉnh tương tọa điều hòa phần thảo luận với sự tham gia của chư tăng. Nhà con kính đảnh lễ quý ngài, con xin chia phước này, dân phước đến quý ngài, chia phước đến quý vị, xin hồi hướng phước đến chư thiên. Bây giờ thì con tỉnh tương tọa dẫn đẳng trở lại. Sa thủ kính thưa thượng tọa pháp bằng bạch thượng tọa từ siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa nghe được không? Nếu thượng tọa từ siêu nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Giờ quý Phật tử có thấy thượng tọa từ siêu không hả? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có... Dạ. Dạ, quý vị chờ chút xíu. Dạ. Bạch thưa tòa từ siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từ siêu nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Có lẽ thượng tọa thầy sư không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân nghe, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta có thấy ở trong ân đức pháp bảo đó, có cái chữ Akaliko là vượt thời gian, và đồng thời khi mà nói về Niết Bàn đó thì cũng có cái chữ Akaliko là vượt ngoài thời gian, hay là ở trong kinh điển Phật giáo chúng ta gọi là pháp phi thời, pháp vượt ngoài thời gian. Thì tôi, Pháp Tân Khoan Hỷ cho biết rằng khi mà cái pháp gọi là Akaliko đó, nó thì chúng ta có nên hiểu là cái pháp đó không có già không, tức là không có bị lão hóa, không có bị hoại diệt theo thời gian. Nếu cái pháp mà có hoại diệt, có bị lão hóa thì có nên gọi là pháp vượt thời gian không? Mà có phải là pháp vượt thời gian là pháp không bị lão hóa, hai cái đó đồng nghĩa với nhau không? Xin kính thưa thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ,
Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Quốc Đăng, Tọa Tỳ Quyền, Tọa Minh Hạnh, Tỳ Tri, Tỳ Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Trong cái phần ân đức của Pháp Bảo, như là tọa nói là Akaliko là pháp để vượt thời gian đó, thì theo con nghĩ đó thì cái việc mà một người mà tu chứng thì chứng đạo lúc nào thì chứng quả lúc ấy, với cái thời gian nó một vị mà thấy được Niết Bàn, theo con nghĩ là như vậy. Một vị mà thấy Niết Bàn á, có nghĩa là chứng đạo lúc nào thì chứng quả lúc ấy. Thì tâm đạo là một trong những cái tâm mà nếu mình nói theo di diệu pháp là cái tâm mà nó có cái công năng là để triệt trừ phiền não. Tâm quả là những cái tâm để an hưởng hay là xác chứng lại những cái sự thành tựu của một cái vị thánh nhân như là Bậc Thanh Văn. Thì đó là cái việc mà chứng ngộ của một cái người tu, nó không một cái vị mà chứng đạo được chứng đạo chứng quả, nó không có một cái thời gian để kéo dài tâm nào quả nấy. Chúng ta có thể thấy rằng có những vị thánh đệ tử Phật thì có vị thì chứng tu đà quần, tức là chứng sơ quả xong rồi thì một thời gian sau thì vị đế có thể chứng theo các cái quả vị kế tiếp. Có những vị thì chứng một loạt, có nghĩa là từ chứng sơ quả cho đến chứng tứ quả luôn, nó không có một cái khoảng thời gian dài như vậy. Thì cái việc mà con nghĩ rằng là với cái pháp mà đưa đến cái chứng ngộ á, thì là nó không có phải chờ cái thời gian của một cái giữa tâm đạo và tâm quả. Tâm đạo và tâm quả nó khích liền với nhau, nó gần với nhau, nó kế tiếp với nhau là như vậy. Còn đối với cái việc gì pháp mà mình một vị thánh mà chứng ngộ đó, thì con nghĩ rằng ngay cả cái việc mà thành tựu đó, thì cái gì mà thí dụ như chúng ta thấy rằng cái gì mà nó thuộc về hữu vi đó, hữu vi như mình nói là tâm, cả tâm siêu thế thì cũng có sự sanh diệt, cũng có sự sanh diệt, và cái đó đó nó còn cái sự mà giống như cái sự chi phối hay là cái sự giới hạn ở trong một cái thời gian. Thời gian thì khi con nghĩ rằng cái gì mà thuộc về pháp hữu vi đó thì nó có sanh già bệnh chết, nếu mà mình nói con người chúng sinh. Còn nếu như mình nói là pháp hữu vi thì nó có cái sinh lên, phải có một cái sự biến diệt, nó sự biến diệt. Thì nhìn chung lại đó thì cả tâm hay là sở hữu tâm hay là sắc pháp thì trong đó có những cái tâm siêu thế thì con nghĩ rằng cũng là sinh diệt, cũng ở trong cái pháp hữu vi, nằm ở trong cái pháp hữu vi. Còn cái gì mà nó vượt ra khỏi các pháp hữu vi đó thì con nghĩ rằng nó không có cái, theo con nghĩ rằng nó không có cái thời gian. Bởi vì nếu mà còn trong cái phạm vi của thời của pháp hữu vi á, thì nó còn gọi là cái sanh già bệnh chết, hay là còn cái hiện hữu, có cái sự hiện hữu và có cái sự biến mất, không còn tồn tại. Còn cái pháp hữu vi đó thì con nghĩ rằng do rằng không có cái điều kiện để tạo tác, xin lỗi, cái pháp vô vi á, là không có cái điều kiện để tạo tác, không có cái điều kiện để tạo tác, cho nên rằng là nó không chịu chi phối của thời gian. Cả vì không có cái sự tạo tác cho nên là
không thể nói đó là sanh, không thể nói đó là già hay là bệnh là chết hay là sự có mặt và sự biến mất. Thì con theo con nghĩ rằng pháp vô vi đó là những cái pháp mà vượt ngoài cái sự chi phối của pháp vô vi đó, là vượt ngoài cái sự chi phối của cái gọi là sanh già hay là chết đó, biến mất đó. Còn cái pháp vô vi hữu vi á, thì dĩ nhiên là khi mà mình một người, một vị thánh chứng ngộ á, thì thường được, theo con nghĩ rằng được nghe ở trong kinh điển là gọi là trạng thái hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Thì một cái vị mà thánh á, chẳng hạn như là một vị thánh vô học, là bậc thánh A-la-hán, thì sau khi các ngài đã hoàn toàn chứng ngộ, đoạn tận hết tất cả các cái thần vừa kiết sử gọi là trói buộc để tạo nên cái đời sống luân hồi đó, thì các ngài không còn có cái nhân để sanh ra nữa. Nhưng mà rồi đó thì các ngài còn cái quả dư sót của luân hồi, tức là còn sự hiện hữu của thân năm quẩn, còn sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Theo con nghĩ là như vậy. Khi mà còn tồn tại của ngũ quẩn thì còn cái sự cảm thọ, còn cái sự cảm thọ, đặc biệt là cảm thọ về sắc thân này, có nóng, có lạnh, có cảm giác nóng, lạnh, rồi chẳng hạn đối khác, thì cái việc đó là cái việc tự nhiên ở trong mỗi thể của mỗi người. Nhưng mà rồi đó thì cái mầm sanh tử của các vị này không còn để tái hiện, tức là cái pháp để tạo điều kiện để sanh ra, để rồi có cái sự già và có cái sự biến mất, có cái sự hoại diệt. Cái pháp vô vi thì theo con nghĩ rằng nó vượt ra cái không gian hay là vượt ra cái thời gian, bởi vì ở đây nó không có giới hạn của thời gian. Thì con nghĩ rằng khi mà nó không có cái sanh già bệnh chết, không có cái sanh thì không có cái già, và không có cái già và không có cái sự chấm dứt. Cũng như là chúng ta thấy rằng mọi cái pháp gì sanh lên thì nó có sinh, trụ, dị, diệt, nó có sinh, rồi nó có mặt, hiện khởi lên, rồi nó có cái sự hình thành, rồi nó có sự biến mất, biến hoại ở trong đó. Thì bất cứ một cái pháp hữu vi nào cũng là chịu cái sự sinh trụ dị diệt đó, cũng như cái sự chi phối của sự sanh ra và sự già, rồi cũng phải có cái sự chết. Con nghĩ là như vậy. Đối với các cái pháp vô vi thì vượt ra khỏi những cái điều đó, không có bị sự chi phối. Cho nên cái nơi đó mình tạm gọi là cái nơi đó, tạm gọi là cái nơi đó, là cái nơi mà không già, không đau, không chết cũng có thể được, bởi vì không có cái điều kiện của pháp hữu vi. Tức là một cái thần thúc mà để tạo nên cái đời sống luân hồi, mà đời sống luân hồi là hiện hữu ở dưới dạng ức quẩn hay là dưới dạng ngũ quẩn hay là tứ quẩn, thì phần lớn là chúng sanh hiện hữu dưới dạng ngũ quẩn. Cho nên là hả đâu có hiện hữu của ngũ quẩn thì chịu cái sự già bệnh chết. Cho nên con nghĩ rằng cái pháp mà gọi là Akaliko đó, thì nếu mà mình nói cái giai đoạn trên phương diện mà một vị thánh giả, một bậc thánh giả mà chứng đắc, thì con nghĩ rằng tâm đạo sinh lúc nào thì tâm quả sinh lúc đó. Tức là nếu tâm là sơ đạo thì sẽ là tâm sơ quả kế tiếp theo đó. Còn nếu mình nói rằng nó vượt ra ngoài thời gian đó, vượt ra ngoài thời gian đó, thì phải nói là pháp gọi là pháp vô vi, mà đó là một vị thánh thấy niết bàn, chứng đắc vượt ra khỏi cái thời gian. Bởi vì nếu mà mình nói thời gian thì mình phân định ra với cái bắt đầu hiện khởi, rồi bắt đầu hình thành, có mặt, rồi bắt đầu biến mất, thì cái giai đoạn đó là gọi là giai đoạn của thời gian. Còn giai đoạn mà
không có cái sự mà điều gì, điều kiện gì để sanh ra, thì con nghĩ rằng không có cái gì để gọi là chấm dứt ở chỗ đó, thì cái pháp đó gọi là pháp vô vi, hay đồng nghĩa với là niết bàn vô vi, là một cái mình theo con nghĩ rằng cái đó là sự thành tựu của một bậc thánh, cái lãnh vực của một bậc thánh mà chỉ có các ngài chứng niệm chứng ngộ được, thì các ngài hiểu được những điều đó. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu, nếu có điều chi chưa đủ con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy. Xin kính thưa đạo Phật, từng cái cuộc thảo luận vừa rồi, thượng tọa từ xưa, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từ xưa đang có ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu. Bạch thượng tọa từ xưa, ở trong sớ giải thì đề cập đến pháp gọi là pháp không già, thì gồm có ba là niết bàn là một, hai là những siêu thế pháp, và điều thứ ba là những cái thiện pháp, như là chúng ta nói là những cái pháp những thiện pháp trong thế gian này, thì chúng ta thưa sư Quảng Hỷ giải thích là các pháp không già mà được thuyết bởi cái bậc thiện trí ở đây với Đức Phật ngài dạy chính xác là một điều nào trong ba điều đó, xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức kính thưa, quý Phật tử, nếu mà nói rằng cái pháp không già đến chính xác thì ở đây là chỉ cho niết bàn. Sa tăng tham mô nam niết bàn nam. Sa tăng tham mô ở đây là pháp của bậc chí thiện, là pháp của chư Phật. Thì ở đây chỉ cho niết bàn. Tăng là chia rẽ tí, anh chạy rằng âm bà tăng là không già không chết, chỉ cho niết bàn. Nhưng mà cũng có cái lời giải thích ở trong chú giải thì pháp siêu thế bốn đạo bốn quả hay là giáo pháp của Đức Phật là không bị già, tức là không bị giới hạn bởi cái thời gian. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ như thế này, dù cho tâm đạo tâm quả
Nhưng mà tâm đạo tâm quả, cái sát na tâm đạo, sát na tâm quả thì vẫn có sanh trụ diệt. Mỗi một sát na tâm có sanh trụ diệt. Thì nếu mà nói theo ý nghĩa của cái chữ chara maranang, thì khi mà pháp, khi mà một cái sát na tâm vào cái thời điểm trụ thiết trí, thì cái đó gọi là chara. Và vào cái thời điểm phân gác diệt thì cái đó gọi là maranang. Nếu mà nói giải thích theo thắng pháp thì phải giải thích về còn dưới nói giáo pháp của Đức Phật vượt ngoài thời gian, đồng ý là quá khứ hiện tại vị lai. Giáo pháp Đức Phật là có tính chất nhất quán, không có cái sự lỗi thời, thì đó cũng kể như là không già không chết. Tuy nhiên khi mà giáo pháp này đã trải qua được 3.000 năm thì pháp hành mất, Patipatti Thamma mất, rồi kế đó là pháp học mất, Pariyatti Thamma mất, thì tạng vi diệu pháp mất trước, rồi kế đó là tạng kinh, sau cùng là luật mất trước. Mà khi nào luật không còn nữa thì lúc đó giáo pháp bị bí hoại. Cho nên nếu xét cho cùng thì chỉ có mỗi một pháp siêu thế là Niết Bàn, thì Niết Bàn mới không bị già không bị chết. Niết Bàn không bị già không bị chết. Đây là cái ý nghĩa mà chúng tôi xin được trình bày với quý vị qua cái câu thảo luận số 2. Mà thường tuổi đã vừa nêu nó mua một thai nha. Sa thú, bạch thưa tòa thực sự muốn hỏi thưa tòa thêm một câu nữa rồi thưa tòa đi nghỉ. Là thông thường chúng ta nói đến sanh và diệt. Dạ, chúng ta nói đến sanh và diệt. Thì cái bệnh và cái chết đó, nó có liên hệ như thế nào với sanh diệt không? Hay là nó là những cái ý niệm riêng rẽ? Bởi vì nhiều khi chúng ta đối với các pháp thì nó quá tế nhị, chúng ta không thấy cái sự lão hóa của nó, nhưng mà chúng ta thấy cái diệt của nó. Thì thường tỏ có thể trong cái sự quán niệm trong đời sống của chúng ta thì cái bệnh cái chết đó, nó có là một cái gì đó để chúng ta quan sát, hay là chúng ta chỉ cần quan sát cái sanh và cái diệt là đủ? Xin kính thưa thầy tỏ. Kính bạch Thế Tôn, rất kính thưa quý vị, cái danh từ mà upada và giác, sanh và diệt, đây là cái hiện trạng của cái pháp chân đế hữu vi. Còn khi nói đến bệnh và chết hay già và chết thì từ đó là xài trong hai nghĩa, vừa xài trong cái nghĩa thưởng thức, nghĩa tục đế. Khi nào mà một người qua cái thời tuổi trẻ bắt đầu
thể bị lão hóa, tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, vân vân, thì gọi là già chara. Rồi khi nào mà chấm dứt mạng quyền là kết thúc mạng sống đó, thì lúc đó gọi là chết marana. Nhưng ở đây cái chữ già chết hay là bệnh nếu mà xài theo cái nghĩa Pháp Tân Đế thì vẫn ám chỉ được. Chúng tôi nói dùng cái chữ gọi là ám chỉ hay là gọi là tỷ dụ. Thí dụ như khi mà nói đến cái sự bệnh tật, tham là bệnh, sân là bệnh, si là bệnh, và pháp hữu vi cũng được gọi là bệnh roga. Cho nên ở đây đó, nếu mà đem so sánh hai cái từ, hai cái cụm từ già chết và sanh diệt đó, thì chúng ta phải so sánh, phải hiểu người. Còn khi mà chúng ta quán niệm về già chết với quán niệm sanh diệt đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Là nếu mà chúng ta suy nghĩ chara tham bom hi charang anetito, ta phải có sự già, không thoát khỏi sự già, là để đoạn trừ cái sự kiêu mạn của tuổi trẻ, trong kinh Đức Phật dạy vậy. Thì quá tưởng sự già ở đây tức là phải nhớ biết rằng cái con đường mình đi đến phía trước thế nào, mình cũng bây giờ mình còn trẻ đó, mới có 30-40 tuổi thôi, nhưng mà đi tới ở phía trước càng lúc mình lên 45-50-60 là có bắt đầu tiến dần đến sự già và cuối cùng là sự chết. Chúng ta quán niệm như vậy. Nhưng mà quán niệm về sanh diệt đó, thì trong từng một sát na của tâm pháp sanh khởi, để thấy nó hiện khởi đó, thì nó sẽ có diệt đó. Nó hiện khởi đó sẽ diệt đó. Cho nên quán sanh diệt đó, quán sát sao hơn. Từng sát na tâm, từng tế bào sắc, có sanh có diệt, có sanh có diệt. Bất luận là chúng ta quán vào cái lúc chúng ta ở cái chặng tuổi nào, ở chặng tuổi nào thì chúng ta cũng quán thấy cái sự, thấy pháp hữu vi hay danh sắc đều có sanh có diệt, đều có sanh có diệt. Còn nếu mà ở cái chặng tuổi mà các quán ta nay đã già, ta nay bệnh, thì cái này đòi hỏi của trí tuệ phải cao siêu chút xíu, vì bởi mình còn đang trẻ mà làm sao mình thấy cái sự già được. Rồi không thể nói ta nay chết, chết làm sao mà quan sát được, chết mình chưa có chấm dứt mạng sống mà. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể quán cái sự sanh diệt được ngay trong lúc đó. Còn nếu nói theo lời của Đức Phật dạy, thì Ngài có dạy rằng này các tỳ kheo,
nếu chết là sự kết liễu cái đời sống cũ để chuyển sang cái đời sống mới, chấm dứt cái mạng sống này, thì các ngươi khi hết tuổi thọ sẽ phải chết. Nếu đó chết là cái sự kết thúc, không còn sự tái sanh, kết thúc sanh tử luân hồi, thì nếu những ai chưa đắc quả A-la-hán thì người đó gọi là chưa chết thật. Còn nếu nó chết là cái sự diệt của tâm pháp và sắc pháp, thì như vậy là các ngươi đã chết từng giây từng phút. Cho nên ở đây đó, Vô Thủ Luận Ba nói rằng sự quán niệm về già chết liên hệ thế nào sự quán niệm sanh diệt. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta quán niệm cái sự sanh diệt từng tâm pháp, từng sắc pháp sanh lên rồi vậy diệt, chúng ta thấy sự sanh diệt đó chưa đủ để chúng ta thấy sự già chết, mà chúng ta phải liên hệ đến một cái ý nghĩa khác, là khi cái sự diễn biến sanh diệt, cái sự diễn biến sanh diệt này nó tiếp diễn mãi mãi mãi, nó tiếp diễn hoài hoài đi tới vậy đó, thì lúc đó là có sự già và cuối cùng là chấm dứt mà sống. Như pháp cung kinh Đức Phật đã dạy rằng và tha đen đi nè vô pa lô ga vô qua trên tiếng vô chà răng e quan chà ra chấm mắt chú chát, ba trên tiếng ba nị năng ai dùng ba trên tiếng ba nị năng, như một đồng với gậy lùa bò ra đồng cỏ cũng bị già và chết, lùa chúng sanh đến mạng chung. Thì khi mà mình thấy cái sự sanh diệt nó có diễn biến sắp tới là chúng ta biết là nó sẽ phải già phải chết. Ví như một cái ngôi nhà một thời được xây một thời gian, người ta nhìn thấy những cái chỗ loang lổ, những cái vết nứt, thì ta nghĩ rằng cái nhà này bắt đầu hư hoại, bởi vì cái dấu hiệu mà nó không còn nguyên vẹn vẹn thì nó có rồi nó sanh rồi nó diệt, sanh rồi diệt. Mà cái dấu hiệu đó, cái sự sanh diệt đó là dấu hiệu của già chết, sanh diệt đó là dấu hiệu của già chết. Cho nên khi mà chúng ta quán niệm về già chết á, thì kẻ phàm phu của chúng ta vì rằng ngay trong hiện tại chúng ta có sự kiêu mạn về tuổi trẻ, hay kiêu mạn về cái sự sống, mới làm các cái điều bất thiện. Thế thì bây giờ để đoạn trừ cái sự kiêu mạn tuổi trẻ, kiêu mạn về sự sống đó, chúng ta mới nghĩ tưởng đến tương lai mình phải bị già, phải bị chết. Thế nào rồi mình cũng phải bị già, cũng bị chết. Cái đó là chúng ta quán niệm xa để mà chúng ta dẹp bỏ cái tâm kiêu mạn thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta quán sanh và diệt á, để thấy được cái sự vô thường, để mà trừ được cái thường tưởng, rồi thấy cái sự bức xúc
của cái tiến trình sanh diệt đó, nó làm cho bất an bất toại nguyện, thì như vậy quán cái sự khổ để diệt trừ lạc tưởng, rồi quán thấy tất cả đều rỗng không, hễ có sanh có diệt, có sanh có diệt, không ai chủ quyền được, không có một cái quyền năng nào có thể duy trì cho lâu dài được, cho trừ cứu. Thì như vậy chúng ta quán vô ngã, thấy cái sự rỗng không xương cho ta, để mà diệt trừ cái ngã tưởng, vân vân. Thì đó là cái cách mà chúng ta quán sanh diệt. Quán sanh diệt để chúng ta diệt trừ ba cái tưởng điên đảo đó. Và là sát, sanh nha với ba là sát, ba cái tưởng điên đảo. Còn quán cái sự già, quán niệm sự già chết đó, là để diệt trừ cái sự kiêu mạn tuổi trẻ. Quá tưởng sự già kia mà tuổi trẻ gọi là Dahara Mada, kiêu mạn cái sự sống gọi là Chivata Mada. Cho nên hai cái cách tu tập đó thì chúng ta cần phải hiểu. Nếu nói rằng khác nhau thì là khác nhau, nhưng mà nó có sự liên hệ thì cũng là liên hệ. Nhưng phải biết dùng trí để mà chúng ta suy xét cái này nó dính dắt cho cái kia, sanh nó không chịu đựng nổi nguyên trạng, nó không giữ được nguyên trạng, nó sợ sẽ bị đổi khác đi, thì cái đó gọi là già. Và khi mà nó pháp hữu vi mà nó kết thúc thì gọi là chết. Thì cái này là sự bị cao à. Chúng ta tu tập vào quán niệm cái sự sanh diệt mà liên hệ đến già chết, mà quán niệm kiểu đó là cao. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận mà thượng tế đã vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sao thưa cái chân thưa thầy sư, bây giờ thầy sư huynh đi nghỉ và xin thầy khỏi, không biết là thượng tọa Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu được thì xin thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 4. Xin đi khỏi thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Tự Quyền, hôm nay chúng ta nói về già, và trong câu hỏi của vua Pasenadi thì cái tuổi già hay là sự già đó là cái gì không có đáng hoan hỷ. Nhưng mà chúng ta thấy trong một số các nền văn hóa đó, thì người ta có những phong tục như là mừng tuổi hay là kính trọng bậc trưởng thượng. Tuổi già có những điều đáng quý và đáng kính. Thì văn hóa Phật giáo nói thế nào về tuổi già? Có phải là già là cái gì đáng sợ hay không? Hay là đôi khi cái già thì nó cũng có cái được của tuổi già, thí dụ mình nói đẹp lão, hay là mình nói là niên trưởng chẳng hạn. Thì xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Tự Quyền. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa đại chúng, được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, Tổng Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Đức Tuệ Đức, Sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thăng chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng tọa, quả thật thì trên một cái có thể nói rằng là về cái tuổi già trên cái nhìn của Phật pháp thì không phải là một con người nó mang tính tàn phế hay là đã quá thời quá lỗi, mà tuổi già ở trên một cái lời dạy được Đức Phật ngài khuyến khích, tức là chúng ta tôn trọng, và đó là những người mà đáng kính trọng, những người mà có nhiều cái kinh nghiệm, có nhiều cái sự tích cực ở trong cái sự tu tập của chính họ. Cho nên đối với gần được các bậc trưởng thượng, các bậc trưởng lão, một điều mà nó mang lại kết quả lớn lao cho chính chúng ta là các vị đó là một trong những vị kinh nghiệm
kinh nghiệm lào thông về Phật Pháp. Chứ không phải là chỉ là một cái tủ già rồi tú lâu lên sư cụ. Cũng như là chúng ta biết một vị tôn túc, một vị tôn đức, thì cái giá trị đó, đó nó có một cái sự xuyên suốt trong một quá trình tu tập, trong quá trình hành pháp, trong quá trình thực nghiệm pháp. Và họ đã trải nghiệm qua cái thời gian ở trong pháp bộ lực này, thì những cái lầu thông, những cái hiểu biết và những cái sự kinh nghiệm tu tập đối với những người này, thì khi chúng ta gần như vậy, chúng ta học được nhiều cái điều tốt đẹp. Bởi vì những gì gút mắt, những gì mà khó hiểu, các vị đó đã có cái sự kinh qua, đã có cái sự thắc mắc như chính chúng ta thắc mắc, đã có cái sự nghi ngờ như chính chúng ta đã đang nghi ngờ, và chính họ đã được giải tỏa, chính vị ấy đã được làm tường, thì bây giờ họ truyền trao lại thì còn gì cho bằng nữa. Cho nên chúng ta biết là ở trong tinh thần pháp và lực của Đức Phật tôn trọng các vị tôn trưởng lão để làm gì? Để nhằm cho chúng ta học được những cái pháp hành, học qua được những cái mật hành, học qua được những cái ưu tú, cái tốt đẹp của những vị ấy. Bởi cho nên chúng ta nói là kính nhường bậc đáng kính, kính nhường mà tôn trọng các bậc trưởng lão hay là bậc trưởng thượng, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Nó là như vậy. Bởi vì những người này là những người đã có thâm niên, đã có lão luyện ở trong tinh thần tu tập. Cho nên trên cái nhìn của văn hóa Phật giáo đó, nó lại càng có một cái lớn hơn. Và như chúng ta thấy ở các cái chú cơ bên bất truyền hay là các phái đại thừa, chúng ta biết giá trị của phương trượng, giá trị của một vị chúng ta gọi là đạt ma hay là phương trượng, một vị bổn sư, một vị giáo thọ hay một vị yết ma, là cả một trọng trách lớn, cả một cái pháp tánh lớn đối với các vị đó, chứ không phải chỉ là một cái sự tu tập mang tính bình thường. Và nói trên một cái giá trị tu tập trên tinh thần của nguyên thủy Phật giáo cũng như thế. Phải nói rằng là vì đó đảm đương một cái vai trò mà được tăng giao, thì đó chính là một điều mà hết sức lớn lao, được tăng và kính trọng một cách tuyệt đối. Ở trong cái quy trình của tăng sự hay quy trình của pháp luật nhà chùa, thì cái giá trị trưởng lão, cái giá trị lớn lại càng nêu cao ở đó, để thiết lập thành một cái quy củ sống cho tập thể, cho cái tăng đoàn được tồn tại và được phát triển, mà dựa trên tinh thần pháp và lực một cách công bình, một cách tốt đẹp, đúng đắn, Awuso, Phante, hay hoặc là Upachayo, hay hoặc là Achariyo, tức là được đầy đủ bổn sư, các vị yết ma, các vị hòa thượng, các vị yết ma, các vị Acharya, thầy giáo thọ của chúng ta, vân vân. Thì đó là chính là một cái điều mà thiết lập trên một cái giá trị của lớn tuổi hay là của lớn hạ, của các vị cao hạ, cao niên lập trưởng và những vị lớn hạ đó. Đây là một tinh thần hết sức là to lớn, và nó cũng mang cái tính tôn kính ở trong tinh thần của pháp và lực và cũng như là cái văn hóa Phật giáo. Đây là cái sự suy nghĩ của chính con là vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cung thỉnh thần tọa. Nam mô Bồ Tát Giá. Và con xin chấm dứt. Sa thú cái kinh thì tôi tự quyền. Cái bạch chi tôn đức và thư ký Phật tử, còn thì giờ sau cùng của
lớp học ngày hôm nay, chúng tôi xin nói thêm một vài điều tiếp theo lời của chư tăng. Thưa quý vị, bài học này, bài kinh này tuy là ngắn nhưng mà lại chứa được những điểm có thể nói rằng rất là tế nhị, đặc biệt quan trọng ở trong Phật học. Quả thực mà nói ra thì ở trong Phật giáo có đề cập đến một cái thuật ngữ gọi là Akaliko, là pháp ngoại thời, không phải là pháp phi thời, pháp ngoại thời là pháp không nằm trong thời gian. Khi mà nói theo ngôn ngữ bên ngoài gọi là pháp vượt thời gian hay tâm ngoại thời gian đó, thì nó là một trong khái niệm rất là khó hiểu. Akaliko là ân đức của pháp, mà Akaliko cũng là pháp, cũng là từ vựng Đức Phật ngài mô tả về Niết Bàn. Thì thưa quý vị, ở trong bản sớ giải của bài kinh này đề cập đến ba cái pháp mà gọi là Akaliko, và ba cái pháp mà không bị già. Trong ba pháp bị già, ba bị già cái pháp tiên đó, là nói về những cái định lý, những định lý cố nhiên này đó, nó không có cái sự biến dịch theo thời gian. Chúng tôi lấy ví dụ như là về cái định lý vật chất, khi mà kim loại nó gặp, nó bị oxy hóa thì nó luôn luôn là rỉ sét. Thì điều này như sắt mà nó bị oxy hóa thì rỉ sét, thì chúng tôi xin lỗi, không phải là kim loại mà như sắt chẳng hạn, thì đó là một định luật cố nhiên. Và có rất nhiều cái định lý khác ở trên phương diện vật chất đó, dù là trời thời trong quá khứ, tương lai, hay là ở bên trời Tây hay ở phương Đông, cái định lý đó nó không có thay đổi. Như Archimedes đã tìm ra cái định lý tại sao có những vật mà nó nổi và nó chìm khi đầy trong nước, thì người tính cái trọng lượng choán nước và cái trọng lượng của cái vật thể chiếc tàu đó chẳng hạn, thì người ta cho đó là những cái định lý. Thì Đạo Phật cũng nói về những định lý ở trong thế gian này, như là tâm thiện thì nó tạo ra tâm quả thiện, mà tâm bất thiện thì tạo ra tâm quả bất thiện. Nó không có trường hợp nào mà tâm bất thiện mà tạo ra quả thiện, hay là tâm thiện mà tạo ra tâm quả bất thiện, không có. Dạ, ở đó là định lý. Thì định lý này dù trong quá khứ, hiện tại, tương lai, ở trong thế giới này hay là muôn ngàn thế giới khác đều không. Cái định lý đó là được gọi là Akaliko, định lý vượt ngoài thời gian. Thưa quý vị, ở trong bản sớ giải cũng nói đến một cái định lý thứ hai, và định lý này tương đối hơi khó hiểu. Đó là chính pháp siêu thể, là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Nói một cách khác là nói về cảnh vượt thời gian và cái tâm biết cảnh một cách đích xác vượt ngoài thời gian. Cả tâm và cảnh đó đều gặp nhau ở một điểm đó, là nó không bị chi phối, mà đúng cái nghĩa gọi là chân như. Như thế nào thì biết như vậy. Ở đây chúng tôi xin dùng một cái thí dụ là hôm nay chúng tôi bước ra ngoài sân chùa, thì chúng tôi nhìn lên, đây là bầu trời Houston vào một ngày mùa thu, có nắng, không có mây, và rất đẹp, rất là dễ chịu. Nhưng mà đó là bầu trời của mùa thu ở trong cái khoảnh khắc này. Nhưng mà rồi không hẳn là 5-7 người ra sân chùa bây giờ đều nhìn bầu trời giống như chúng tôi. Nó rất lạ, phải không? Dĩ nhiên là cùng đứng trong sân chùa, cùng nhìn cảnh bầu trời thu, cùng một trong thành phố thì giống nhau, chứ không phải. Mỗi người có một cái tâm cảm khác. Dạ. Lúc chúng ta khỏe, chúng ta nhìn bầu trời khác. Lúc chúng ta bệnh, lúc chúng ta bầu trời khác. Khi chúng ta vui, bầu trời khác. Buồn, bầu trời khác. Khi cuộc đời chúng ta đang lên, chúng ta nhìn bầu trời khác. Mà khi mà chúng ta
cuộc đời đang gặp nhiều khó khăn, chúng ta nhìn bầu trời khác. Cụ Nguyễn Du có nói một câu gần đó là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì như vậy là tất cả những gì mà chúng ta nói về cảnh trong cuộc sống đó, nó đều bị chi phối bởi một nhiều yếu tố. Nhưng mà trong đó một yếu tố đó là cái tâm thái của chúng ta. Đừng nói là cảnh đó nó chỉ có một và duy nhất, cũng như đừng nói là bầu trời nó duy nhất. Một chục người đứng cùng trong sân chùa nhìn bầu trời, nhưng mà mỗi chúng ta có một cái cảm nhận khác nhau về bầu trời. Nó lại thuộc vào duyên thích lắm. Ngay cả như là quý vị nghe một bài pháp hay là nghe chữ Buddha Thamma, dạ Buddha Thamma, thì những cái âm thanh đó, những cái sinh hoạt đó, đó nói rằng chỉ có một thôi, một vị giảng sư giảng, một vị bài pháp được nói ở trong một bối cảnh. Nhưng mà quả thực là mỗi người đến tham dự đó, nó đều có một cái cảm nhận khác nhau. Thì thế giới của chúng ta là thế giới của điều kiện, gọi là Sankhara. Thế giới của chúng ta là thế giới kết cấu về nhân duyên, chúng ta nhìn nó khác. Thành ra trong cái thế giới hữu vi đó, không thể nào tâm và cảnh mà nó đồng nhất hết. Cảnh là cảnh, tâm là tâm. Dĩ nhiên là cảnh có cảnh đẹp, cảnh xấu đó. Nhưng mà cái tâm của chúng ta đó, nó bị chi phối bởi nhiều điều kiện. Nhưng mà riêng đối với chính pháp siêu thế đó, thì tâm và cảnh là một. Chúng ta nhớ rằng bốn tâm đạo và bốn tâm quả đó, và chúng ta có thể nói bốn cũng được, mà chúng ta nói 40 cũng được. Khi chúng ta nói đến tâm đạo tâm quả đó, thì tâm biết Niết Bàn, và Niết Bàn là chân như, là một cái sự tương hợp chuẩn xác nhất, trung thực nhất giữa tâm và cảnh. Cảnh Niết Bàn không có điều kiện, và cái cảnh Niết Bàn cũng không có điều kiện. Dạ. Đây là một cái đặc điểm của tâm đạo và tâm quả khi nói đến chính pháp sự thế. Nó khác với tâm và cảnh của chúng ta rất là bình thường. Ngay cả bây giờ chúng ta có một cái tự Phật, và 100 Phật tử quy trí tự Phật lại đó, thì 100 Phật tử có 100 cái cảm nhận khác nhau về tự Phật. Mặc dù nói ra thì na ná, đây là từ của Thích Ca, Đức Phật Cội Thiền nghe cũng giống, nhưng mà sự cảm nhận của chúng ta khác lắm, tùy theo văn hóa, tùy theo cái khỏe và không khỏe, tùy theo cái vui, cái buồn của chúng ta nữa. Nhưng mà khi chúng ta đạt đến Niết Bàn thì Niết Bàn nó không chi phối với điều kiện, mà tâm đạo tâm quả đó, là biết Niết Bàn ở một cái hình thức trung thực nhất. Chúng ta nói một cái ví dụ như vậy là xưa quý vị, sáng nay chúng tôi bước ra ngoài sân, nhìn lên bầu trời, thấy bầu trời xanh, và đôi khi chúng ta gọi là xanh da trời, chứ nó cũng có vậy. Nhưng mà thật sự cái màu xanh da trời nó không phải là màu thật đâu. Chúng ta đang nhìn thấy không xuyên qua bầu khí quyển, và cái bầu khí quyển đó nó chịu cái ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời ở trong điều kiện nào đó, thì chúng ta thấy bầu trời xanh. Nhưng mà khi chúng ta ra ngoài bầu khí quyển đó, dạ, ngoài bầu khí quyển đó, thì ví dụ như là người ta phải đưa những cái viền vòng kính, như viền vòng kính Chandra hay bộ ngoài bầu khí quyển đó, thì nhìn thấy không, nó không phải màu xanh như chúng ta thấy như bây giờ. Nói một cách khác đó, là cái bầu khí quyển nó giống như cặp kính màu của chúng ta phải. Và cái cặp kính màu đó chúng ta hiểu trong cuộc sống hàng ngày rằng chúng ta luôn luôn dùng cặp kính màu để nhận diện tất cả mọi thứ, chứ không bao giờ mà chúng ta nhìn thấy cái sự việc một cách trung thực. Bởi vì tại sao mà khi mà mặt trời mà nằm nghiêng qua phía đông và phía tây á, thì chúng ta thấy mặt trời lớn hơn, nhưng mà nhìn thẳng ở trên đỉnh đầu chúng ta thì mặt trời nhỏ hơn. Thì giống tương tự là chúng ta nhìn cái gì qua cái kính lúp vậy, tùy vào cái góc cạnh mà chúng ta nhìn. Dạ, cái Facebook khi mà mình nhìn qua cái kính lúp á, thì quý vị, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó lớn hơn, nó nhỏ hơn, nó màu này màu kia. Và cái bầu khí quyển nó được hiểu giống như là cái tâm của chúng ta bị vô minh chi phối, bị ái dục chi phối, bị quá khứ chi phối. Và không phải chỉ có thức, mà còn thức còn đi với thọ tưởng hành nữa. Và thọ tưởng hành này nó bị chi phối bởi nhiều thứ, do đó chúng ta không nhìn thấy trung thực. Nên chi cái pháp gọi là chân như được hiểu là tâm và cảnh tuyệt đối không có điều kiện. Dạ, không có điều kiện chi phối. Ở cái mức độ Yatha Phu Tăng là như nhiên, trung thực nhất.
trung thực nhất. Nó thế nào thì biết nó như vậy. Thì chỉ có bốn đạo, bốn tâm đạo, bốn tâm quả và thì mới có thể biết Niết Bàn một cách trung thực như vậy. Như và ý nghĩa thứ ba mà Đức Phật gọi pháp không già đó là Niết Bàn. Niết Bàn thì thực ra trong cái thời lượng của lớp học hôm nay đó, chúng tôi không có trở lại cái đề tài Niết Bàn. Đó là một đề tài lớn mà nếu quý vị nào có học về bài Thắng Pháp Niết Bàn và trước đó chúng tôi có một cái bài gọi là bài chuẩn bị, tức là chung quanh sự tìm hiểu về Niết Bàn, thì chúng ta sẽ nhớ lại cái khái niệm như vậy. Dạ, chúng ta nhớ khái niệm như vậy về Niết Bàn. Thì ở đây bởi vì Niết Bàn không phải được tạo nên do nhân do duyên, thật ra nó không có bị cái sự sanh diệt chi phối. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng chúng tôi có lấy một cái ví dụ đó là con số không không phải là không có con số, không phải là không có gì, con số không vẫn là con số. Và nếu chúng ta đặt con số không trước một con số khác thì số không nó có gì hết. Nhưng mà chúng ta đặt số không sau những con số khác như là 10, 100, 1.000, 1 triệu, 1 tỷ và quân thì mỗi con số không đó nó là cả một cái gì rất là lớn. Thì do vậy khi mà chúng ta nói về Niết Bàn thì chúng ta có thể nói rằng đó là một cái trạng thái không già, không bệnh, không chết, không có sanh, không diệt, v.v. Nhưng cái không đó nó không đủ để nói hết về Niết Bàn. Niết Bàn là một pháp thực tính, một trong bốn Paramattha. Và chúng ta không nên hiểu Niết Bàn trong cái quan niệm sanh diệt như là chúng tôi có nói trong kinh là Đức Phật này từng giải thích và Thánh Ni Thamadina cũng giải thích và nhiều đoạn Ngài Xá Lợi Phất cũng giải thích là chúng ta không thể tìm Như Lai ở sắc quận, thọ quận, trữ quận và thức quận. Và do vậy không nên nói rằng Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Dạ, vậy chẳng biết thì bằng. Đây là một khái niệm đó. Nó rất là khó để, nó rất là tế gì. Dạ, rất là tế gì. Nhưng thưa quý vị, trở lại với đề tài ngày hôm nay, thì chúng ta phải chấp nhận một tế, mà thực tế không thể tránh được. Khi mà vua Pasenadi hỏi rằng Bạch Thế Tôn, có cái gì có sanh mà không có lão hóa, không có già không? Thì Đức Phật Ngài khẳng định rằng cái gì có sanh thì nó phải lão hóa, phải già. Nói một cách khác đó là có sanh thì ắt có diệt. Hay là sanh ra bởi duyên nào thì do cái duyên đó mà nó diệt. Nói một cách khác là ngọn lửa nó cháy nhờ nhiên liệu, mà nhiên liệu cạn thì lửa không còn. Cái chữ vô thường đó, nó không phải chỉ là chỉ diệt không đâu. Chữ vô thường có nghĩa là biến đổi. Từ cái không có mà có gọi là sanh, đó là vô thường. Từ cái khang kiện khỏe mạnh mà trở nên ương yếu, cái đó gọi là bệnh, cũng là vô thường. Từ cái sự trẻ trung mà bây giờ sự trẻ trung không còn nữa mà nó qua sự lão hóa, thì cái đó cũng là vô thường. Và từ cái có nó chấm dứt cái gọi là chết, cũng là vô thường. Thì dù là sanh, dù là già, dù là bệnh, dù là chết, thì đều có một cái chung, đó là vô thường. Điều đó cái chung, đó là sự biến dịch. Và chúng ta nên hiểu cái tính cách là không có đứng yên một chỗ của vạn hữu. Vạn hữu thì tất cả pháp hữu vi. Thì điều này nó là một cái điểm mà rất khó có thể chấp nhận một cách thoải mái trong đời sống. Bởi vì thưa quý vị, đa phần những gì mà chúng ta gọi là hạnh phúc ở trong cuộc sống, những cái mà chúng ta cảm thấy tin tưởng trong cuộc sống, nó đều là những gì mà chúng ta nghĩ rằng nó phải đứng yên một chỗ. Mình bỏ tiền ra mua một căn nhà, mua một chiếc xe, mua một cái điện thoại, mua bất cứ điều gì, thì chúng ta mong rằng nó sẽ bền bỉ với thời gian. Nếu mua về mà nó hư liền, hay là mua về không xài như ý thì chúng ta cảm thấy nản lắm. Và chưa kể trong đời này thì chúng ta hay nghĩ đến cái gì mà bất diệt.
những cái gì mà bền vững với thời gian. Nhưng mà điều rất là thú vị là đôi khi nghĩ đến cái bền vững thời gian thì chúng ta lại nói một cách rất là vô thường. Ví dụ như là người thương nhau, rồi thề non hạn biển, mong rằng họ sẽ sống với nhau trong tóc bạc. Thì khi mà nghe nói hai người sống nhau trọn đời trong tóc bạc thì mình nói nghe mối tình nó mối tình bền vững và quả thật. Có những người mà ở tại nước Mỹ là cho đến chết, giống như chúng ta nghe những câu chuyện mà vợ và chồng chết cách nhau vài tiếng đồng hồ bị Covid chẳng hạn, mà họ sống với nhau 60 năm vẫn còn có nhau, cái đó là bền vững. Nhưng mà khi chúng ta nghe nói đến răng long tóc bạc thì ngay chỗ đó thì chúng ta cũng biết rằng có thể tình yêu của họ bền vững, nhưng mà cuộc sống của họ nó cũng vô thường. Nó vô thường thành răng với long tóc với bạc. Chứ nếu mà không răng long tóc bạc thì sao gọi là vô thường? Cái vô thường nó có thể không có đến từ cái yếu tố này cũng đến yếu tố khác, không có cạnh chủ quan cũng khách quan, không nội giới cũng ngoại giới, thì nó đều vô thường. Bởi vì cái câu nói đó đó, nó là sống với nhau suốt cuộc đời đến răng long tóc bạc, nghe dường như là những quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ, xin lỗi quý vị Phật tử, có nghe được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Thì cái sự biến dịch thay đổi của đời sống đó là cái hạnh phúc của chúng ta. Là chúng tôi nói rằng mình đầu tư quá nhiều vào một món đồ thì chúng ta mong rằng cái giá trị của nó được lâu dài, chúng ta mới bỏ tiền. Chúng ta có một người bạn đời hay có một người bạn thân thì chúng ta cũng mong rằng cái tình cảm và cá tính của người đó không có thay đổi theo thời gian, không có biến dịch. Chúng ta có một cái nếp sống mà chúng ta cảm thấy an lạc thì chúng ta phải dừng như vậy, nó không thay đổi. Nhưng khi rằng thì không có gì được yên một chỗ, không gì được yên một chỗ. Nó tương tự như là khi mà chúng ta học về thiên văn, tất cả những cái tinh cầu nó đều vận hành hết, mặt trăng quay xung quanh trái đất được đi theo cái quỹ đạo gần như là xung quanh mặt trời, và cả cái thái dương hệ của chúng ta nó cũng vận hành ở trong một cái thiên hà mà chúng ta gọi là Milky Way, ở trong cái ngân hà. Và trong cái ngân hà, không phải ngân hà đứng đi một chỗ, ngân hà cũng sự vận hành. Khi mà chúng ta nhìn vào cái sự vận hành của các cái tinh cầu, của những thái dương hệ, của những thiên hà, thì chúng ta sẽ biết đích xác rằng không có gì ở trong thế giới này gọi là cái gì một chỗ. Một lần nữa đó mà chúng ta ngồi lại nhìn xuyên suốt ở trong thời gian qua, có thể là chúng ta đã sống 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm trong cuộc đời, chúng ta nhìn lại thì thứ gì nhỉ? Nó giống như là một cái hình ảnh mà ở trong kinh mô tả, đó là một đám bọt nổi. Bọt nổi có nghĩa là một ngày nào trời mưa, chúng ta đứng bên mái hiên nhà, chúng ta nhìn nước mưa ở trên mái nhà tuôn xuống, thì nó đọng lại trong một vũng nước và nó tạo nên cái bọt, dạng bọt nước. Nếu chúng ta lại gần, rất gần, và thậm chí có thể đưa bàn tay chúng ta bút mũi bọt lên, thì chúng ta thấy rằng dù là bọt nước hay bọt sẽ bóng, thì nó không đứng yên, mà nó luôn luôn là có xanh, có nhiệt. Cái này nó bung ra, cái này nó tạo nên một bong bóng mới, được tạo nên thì có những bong bóng cũ nó vỡ đi, luôn luôn là như vậy. Thật ra cả cuộc đời này, quý vị quan nghĩ nha, quý vị nghe không rõ, quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Dạ, quý vị có còn nghe được không vậy? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Thứ gì? Quý vị thì
bác sĩ đã đi khỏi thì tôi có cái gì sinh và không bị già không? Thì câu đối đó có hai cái mệnh đề mà hai mệnh đề bị quan trọng. Có cái gì sinh ra, sinh ra tức là từ cái không mà trở nên có, và nó có những điều kiện để có, thì nó có thể nào dẫn đến cái sự là tàn tạ lão hóa không? Thì Đức Phật cũng dạy chắc chắn là có. Tại vì cái sanh và diệt nó luôn luôn có một cái tương quan gần như là bất khả phân. Như ngài Asichi đã từng nói với tôn giả Sa Lợi Phất một câu: chư pháp tùng duyên sanh, diệt tục diệt phục duyên diệt, là các pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt. Cái ngọn lửa nó cho có dầu mà nó cháy thì nó cũng do hết dầu mà nó không cháy nữa. Nó không có trường hợp là các pháp mà nó cháy bởi nên dầu mà nó tiếp tục tồn tại và tồn tại mãi mãi mà không có dầu không có. Pháp đó do có nhiên liệu mà nó cháy thì nó cũng hết nhiên liệu, người ta tắt rồi. Tới chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Ở đây chúng ta nên hiểu là trong câu nói đó thì Đức Phật trả lời có cái pháp gọi là pháp tối thiện mà do bậc trí thiện giảng giải. Tối thiện ở đây chúng ta tạm dịch là chữ Niết Bàn, và cái chữ này cũng hơi rắc rối trong người pháp là chữ Tha Mát. Và tạm biệt về để ý chữ Tha Mát không được chúng ta dịch là pháp, nhưng mà chữ Tha Mát ở đây được hiểu là pháp thiện. Nó đối với Atama và pháp và phi pháp. Pháp và phi pháp trong cái nghĩa nào đó thì pháp là pháp tốt, Atama là pháp xấu, Tama là pháp thiện, Atama là pháp bất thiện. Thì quý vị đó là phương diện người pháp. Nhưng mà trên phương diện nghĩa lý đó, chúng tôi nói là Tama, Atama là phương diện văn đó, thì nó phải có cái chỗ chúng ta để ý. Tha-ma ở đây đó là thiện pháp và a-tha-ma là bất thiện pháp. Nhưng mà trên phương diện nghĩa đó thì nó có ý nghĩa như vậy, là chữ thiện á trong một số các mạch văn là nó chỉ cho pháp hiện thế, và khi đó nó siêu thế đó thì cái pháp vượt ngoài thiện á. Tức là trên phương diện đối đãi thì cái chữ thiện đó nó chỉ cho thiện pháp. Nhưng mà Niết Bàn ở trong một trạng thái nào đó thì cũng nằm ở trong cái pháp thiện. Ở trong pháp thiện. Tức là chúng ta nói là cái khái niệm là pháp tốt, đẹp. Và cái sự tốt đẹp này nó ở một cái phạm trù hoàn toàn khác với cái tốt đẹp trong phạm trù đối đại. Cái này là điểm rất là đầy ý của Phật. Khi chúng ta học ở trong kinh thì thiện và ác đều là pháp hữu vi, và Niết Bàn là pháp vô vi, thì Niết Bàn không nằm trong thiện ác. Niết Bàn không thiện ác. Và Đức Phật ngài có đưa ra rất nhiều lời giải ở trong kinh Pháp Cú và kinh Ngắn, và ở trong cái tác phẩm giống như là Cảm Thánh và Cảm Thánh Ngữ, rồi lại có được hỏi là Phật Tịnh Thế Kinh, thì Đức Phật ngài nhấn mạnh là vì A-la-hán là vì sống vượt ngoài cái khái niệm chi tiết của thiện ác. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói khái niệm chi tiết ác, mà chữ thiện ở đây đó là bao gồm cả chính pháp sự ấy. Thì cái này nó hơi khó hiểu cho quý Phật tử. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta sẽ nêu lên một câu hỏi rằng tại sao ở đây cái chữ pháp thiện là nói đến Niết Bàn. Thì chúng tôi hãy thưa rằng nếu mà nói rằng giả bán là pháp vượt được khỏi thiện ác thì Đức Phật không thể gọi là pháp trí thiện, gọi là một bậc trí thiện được, một bậc đất tối trí thiện. Nhưng mà trí thiện ở đây có nghĩa là không còn phiền não, hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái không phiền não thanh tịnh chúng ta gọi là bậc trí thiện. Nhưng mà gọi Đức Phật là một bậc, gọi là một người thiện thì trí thiện nó cũng không có đúng nghĩa. Nhưng mà ở cái mức độ nào đó thì
vị A La Hán vẫn thiện trí. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử có thể nghe được và cảm nhận được điều mà chúng tôi nói. Dạ, nó có hai phương diện, là trên phương diện đối đại giữa thiện và ác, thì một vị A La Hán không thể gọi là bậc trí thiện, hay là Niết Bàn không thể gọi là pháp trí thiện. Nhưng mà trên một phương diện khác đó, thì chúng ta có thể gọi là bậc trí thiện là bởi vì nó hoàn toàn vắng mặt của các pháp bất thiện và hoàn toàn thanh tịnh. Thì pháp bất thiện ở đây chúng ta phải chịu khó nghĩ một chút. Nên khi mà vua và sư đã đi hỏi có cái pháp nào có sanh mà không có già, không có lão hóa không? Thì Đức Phật kia nói rằng có sanh thì không có lão hóa. Thì Đức Phật kia nói rằng, ví dụ là chiếc lông xa hay là xe của vua đó, dù có đẹp, có bị điều đến đâu thì nó cũng sẽ bị hư hoại. Cái thân này cũng vậy. Dạ. Nhưng mà đoạn sau thì Đức Phật nói, nhưng mà có pháp không bị già, đó là pháp. Đó là pháp được dạy bởi bậc tối thượng cái bậc trí thiện. Tiếp đó một cái khác nữa là có một pháp không già, chính là Niết Bàn, chính là những pháp siêu thế. Và ở chỗ sư dạy thì nói thêm là có những cái định lực cố nhiên và định lực cố nhiên của thế gian, mà dù là trong quá khứ, hiện tại, vị lai, dù là châu Âu, châu Á, châu Mỹ, dù là văn hóa phương Đông, phương Tây, thì nó đều không có biết quả. Chúng ta gọi là những định lý hay những định lực. Bài học này thấy vậy mà nó có nhiều điểm rất là thú vị để chúng ta có thể suy gẫm. Thứ gì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong cái chương trình trong cái bộ môn tương ứng bộ ngày hôm nay. Ngày mai này thứ gì chúng ta có môn thoát pháp, và thưa tôi thầy siêu vị giảng sư xin được đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn nguyên sư, con tri ân sư, cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn Vi Ơp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác. Con thành kính tri ân quý ngài Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư pháp tâm hóa.
chấm xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường hiện nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc hòa vì nhân sở sa phang su bang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca bang ca khan tu sa xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thà, dạ, cảm ơn Nguyên Sư.